Xin chào quý vị, lại là em đây ạ. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác là một bộ chiếu phản hai tấm mũ dâu Nam Phi. Mặt chiếu lành đẹp, nét căng, màu vàng cát, với kích thước là dài 2m52, rộng hai tấm là 2m01, dày 20 phân, cỡ phổ thông rất là dễ sử dụng ạ. Bác nào hợp nhãn hãy liên hệ ngay với số điện thoại trên màn hình. Rước ngay em nó về để chào xuân năm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.